Nhật Bản tái khởi động lò nguyên tử Sendai 2, tin từ Satsuma Sendai, Tokyo, Nhật Bản. Lò phản ứng hạt nhân thứ hai đã được tái khởi động tại Nhật Bản vào ngày hôm nay. Nguồn điện nguyên tử đã bị gián đoạn trong vòng 2 năm vì các mối lo ngại tăng cao sau tai nạn do sóng thần tại Fukushima. Lò phản ứng Sendai 2 được tái khởi động sáng nay vào lúc 10 giờ 30 theo giờ địa phương, theo thông tin do phát ngôn viên của công ty điện lực Kyushu Electric power cung cấp cho AFP qua điện thoại. Vẫn theo quan chức trên, lò phản ứng Sendai 2 có thể bắt đầu sản xuất điện từ ngày 21 tháng 10 sau khi đã bị ngừng hoạt động vào tháng 9 năm 2011 để bảo trì và cũng không được khai thác trở lại sau thảm họa Fukushima. Như vậy thì với Sendai 2, hiện mới chỉ có 2 trên tổng số 43 lò phản ứng nguyên tử phục hồi lợi ích thương mại đang hoạt động tại Nhật Bản. Sáu lò phản ứng khác thuộc trung tâm Fukushima Daiichi đã bị hư hỏng sau thảm họa sóng thần năm 2011. Còn năm lò phản ứng khác sẽ lần lượt bị dỡ bỏ. Lò phản ứng đầu tiên tại nhà máy Sendai đã được tái khởi động ngày 11 tháng 8 vừa qua và điện do Sendai 1 sản xuất đã được hòa vào lưới điện quốc gia từ đầu tháng 9 năm 2015. Ngoài Sendai 1 và 2, nhiều lò phản ứng khác cũng đã được đánh giá là tuân thủ của những quy chuẩn mới về an toàn chặt chẽ hơn từ sau thảm họa sóng thần hồi tháng 3 năm 2011, nhưng hiện vẫn chưa sẵn sàng tái hoạt động. Những quy chuẩn mới về kỹ thuật được đưa ra nhằm là để bảo vệ tốt hơn các khu vực lò phản ứng cũng như nhân viên và môi trường xung quanh các khu vực này trước các mối đe dọa như thảm họa thiên tai, tấn công khủng bố hay tai nạn hàng không. Tuy nhiên, trong một bức thư gửi tới AFP, nhà đấu tranh Mamoru Sekiguchi thuộc tổ chức Greenpeace, việc tái khởi động Sendai 2 đã khiến cho người dân phải đối mặt với một nguy cơ vô ích và không thể chấp nhận được. Luôn ủng hộ điện nguyên tử vì lý do kinh tế, ngành công nghiệp cần nguồn năng lượng, trong khi đó thì giá nhập khẩu năng lượng rất đắt. Từ 3 năm nay, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã luôn yêu cầu tái khởi động các lò phản ứng được cơ quan năng lượng nguyên tử đánh giá là an toàn.